Hello anh em <laughs> à, Máy này say mê với mấy cái em mà cổ cộp à, Civic 2010 rồi à, Fortuner Sun 2000 <laughs> không à Rồi quay lại chuyên môn chính nha Xe lướt Toyota Camry 2.5Q Mẫu 2022 Đây Một chiếc xe đi lướt mới có 8.000 cây chuẩn thôi nha anh em Sơn dinh 99,99% 99 nha 2.5Q nha cái model đen mẫu mới này tại thời điểm năm 2022 chủ xe mua lăn bánh là tính cả bia kiệm lạc là tỷ sáu bạc nha anh em không hề rẻ đâu nha à, mẫu này thì nếu mà nhìn bên ngoài á thì mình sẽ thấy này cái bê đề sóc phía dưới này ốp chrome khác này đèn nó cũng khác nha anh em đèn này anh em để ý là cái phần đèn này nó sẽ à, được sơn màu khói phía trong này nè rồi à, mâm này. mâm thì vẫn kích thước mâm là 18 tám inch nhưng mà mâm nay là vừa phay vừa sơn màu khói luôn đó rồi cái đặc biệt của cái dòng xe này á thì chia sẻ lại cho những anh em nào chưa tìm hiểu về dòng Camry thì cái này nó đã sử dụng động cơ Dynamic Force công suất là 201 mã lực kết hợp với hộp số tự động 8 cấp à, có Toyota Safety Sense tức là có radar nha À, cho nên là anh em nhìn cái cạn trước nó cũng khác ha tức là về bề ngoài nó sẽ khác một chút xíu nhưng mà bên trong cái nồi công này bên trong cái nồi lực này thì nó khác hoàn toàn so với thế hệ trước nha anh em cái đây mình có thể gọi là bình à, bình mới tí xíu nhưng mà rượu bên trong là mới luôn đó nha anh em đó, rượu mới rồi đó cho nên giá của nó cũng sẽ cao hơn so với những em dưới nó một đời ví dụ anh em mua những con 221 đời mẫu cũ hoặc là 221 20 thì bây giờ nếu mà giá xe cũ thị trường thì bán có 1 tỷ lẻ thôi hôm trước có chiếc trước, trước thì mình bán có 1 tỷ lẻ 80 thôi còn đối với chiếc này thì mình đang chào bán với giá là 1 tỷ 260 nha nè 1 tỷ 260 cho một em Camry 2.5Q 2022 nhưng mà xe này là xuất xưởng ở bên Thái Lan là 2021 nha anh em đăng ký lần đầu 2022 mẫu đây là mẫu 2022 rồi nha rồi bây giờ mình sẽ đi quay chi tiết cho em về con Camry này nhé OK anh em xe lướt thì cứ vậy thôi anh em à, so với giá xe mới thì được phần thuế phần biển số rồi giá xe giảm tí nữa à, hiện tại bây giờ thì kinh tế đang khó khăn đang khủng hoảng thì hãng cũng đang giảm rất là nhiều đối với cái mẫu Camry 2023 ờ, xe mới hình như đang giảm chín 90 gì luôn anh em 80 90 gì đó Ở ờ, nhưng mà lúc mà nó ra mắt cái thời điểm này hai đầu năm 2022 thì rất là hot còn đối với một chiếc xe mà 8.000 cây như thế này thì đâu có gì đâu để bàn nên anh em nhìn coi ban ốc chân máy này thấy không đó anh em nhìn vô cái kia bét phung ở đây này để không đúng đẳng cấp Camry không đó, cái Camry này với cái Camry ở Mỹ á là y chang nha anh em. Đó cùng một loại máy nha. Máy này là máy Dynamic Ford nha anh em. Đó cùng một loại hộp số 8 cấp nha. Cho nên là anh em nhiều anh em Việt kiều lại về Việt Nam bảo là Sao xe Việt Nam vừa mắc mà lại vừa không giống như bên Mỹ. Cái này là so với option là nó còn hơn cả cái băng ghế đằng sau nữa so với Camry Mỹ nha anh em. À bản này là nó ngang với cái bản XLE bên Mỹ đó ha. Ngang 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 option ngang. Còn bản LE thì nó còn ít option hơn bản này à đó nha anh em rồi bảng này thì là bảng keo nó dưới một cái bảng là bảng uh, hybrid thôi nha anh em đó đây anh em nói chung là cái xe này đã nói là một cái dòng xe chất lượng cao giá bán tới 1 tỷ hai thì miễn bàn tới cái chuyện đâm đụng hay là ngập nước hay là bùa phép gì cái người mà người ta đã bỏ ra 1 tỷ 2 mà người ta mua camry thì anh em yên tâm đi những người đó xài tiền rất là kỹ những anh những chú những bác lớn tuổi mới mua dòng này thôi cái thanh niên thứ nhất là cái dòng này đi nó hơi đứng tuổi nó hơi già ha cho nên là mình cứ quay như thế này chứ mình cũng chả cần phải ca hát hay là hót khiết hay là gì cả mình cứ quay rõ anh em coi hình là anh em biết rồi nha đó chứ còn cái người mà đã bỏ ra một tỷ hai mua xe thì người ta nói cái câu là đừng bao giờ dạy người giàu cách tiêu tiền đấy nha cho nên là mình cũng chẳng cần bình phẩm về giá mắc hay giá rẻ hay là thế này hay thế kia đâu anh em ơi đó giá cả thì còn thương lượng nha và những chú những anh à, những bác mà mua kem ri thì trả giá rất là giỏi chạy <laughs> là sát số luôn á nha à, mình cũng khỏi lo cái chuyện mà mua lầm bán lầm ai thuốc ai ở đây kể à, lúc mà mình chẳng biết ai là gà ai là thóc đâu anh em à, cho nên mình là người bán hàng mà mình bán cái khách hàng này mình bán đối với những đối tượng khách hàng mà mua kem ri này mình là thóc thôi anh em ơi à, mình cảm giác mình <laughs> bị người ta <laughs> <laughs> thuốc không ạ à? <laughs> khách kem <Cambridge> ghê lắm <laughs> hôm trước bán cái xe kia mà à. anh lấy cái biển số xe này anh gọi tiền thẳng cho chủ xe luôn bằng mối quan hệ đang biết mà anh tìm được số điện thoại của chủ xe luôn anh điện anh hỏi chủ xe là thằng đạt nó mua cái xe đó của anh nhiêu tiền rồi anh nói thôi bây giờ mày bỏ tỷ hai để cho cho mày lời 20 triệu á mày bán được bán bán được thôi <laughs> cái cách đàn phán của người giàu kinh khủng lắm nha anh em đó cho nên anh em mình coi youtube cho vui vậy thôi chứ còn bán mấy xe này chua lắm <laughs> nha đấy anh em nhìn lớp này dày cui thấy chưa nhìn cái ngón tay của mình này vỏ toàn bộ là dinh theo xe hết nha xe có 8 ngàn cây mà đây vỏ là rơi tuần 52 của năm 2021 nha anh em nha những tuần cuối cùng nhá đây mở cánh cửa đây là thấy sướng à, cái màu à, Kim kết hợp với cái màu xám tro ở cái phần nội thất này rất là sang trọng ha xe mà còn chưa tháo hết siêu ở đây nữa nha thiếu bà, ừ, bà đang quay phim rồi. Ừ, bà đang quay phim Ok, bye bye bà Rồi, quay tiếp Nè, anh em thấy không chưa thấy hết siêu xe thì mới tinh như mới ha à, chiếc này là chiếc thứ ba rồi nha anh em chứ không phải là hai chiếc trước bán hết rồi nha <laughs> à, là xe này là mua chung không phải ba chiếc bốn chiếc luôn á mình dưới bên Ca cho nên là anh em có thể thấy nhiều kênh youtube quay đó nha chứ không phải là xe ế, đẻ qua để lại đâu mấy ba ơi <laughs> nha cho mấy thánh tò mò ha đây xe thì hiện tại thì đang đậu bên mình linh động nha anh em đó anh em coi xe thì báo trước có thể là hôm nay mình đậu bên này mai mình đậu quận 2 nha đó, luân chuyển đây đắt giỏ này máy tin nha đẹp không đó, nói chung là sơn dinh 99 phần trăm cái gì bạn cái gì bạn đó, vấn đề là gặp đúng đối tượng khách hàng thôi bán cũng hơi chua anh em ạ à. thời điểm này mà có người bỏ hơn tỷ để mua một chiếc xe đã qua sử dụng thì cũng hơi căng cái đó tâm sự thật với anh em thôi đó nha nhưng mà chạy nó sướng chạy nó thích lắm đây đó thảm sàn dinh nguyên bản của nó nè để nhìn cái thẻm không thấy sướng rồi nhung thấy không để dòng cao cấp nè. đi bền lành chạy sướng đây sơ cua chưa rất đây chưa lăn bánh nha, nha. nhìn à, keo chỉ đó coi để nói là sơn 99 phần trăm cái này thì quay thôi nha còn đối với những cái dòng này thì không dám kê hát nhảy muối gì đâu anh em <laughs> nha đấy người mà người có tiền mua xe này thì dữ lắm nhiều lúc là bố của chủ tịch á nhiều lúc họ có thể đi dòng xe đức mẹt bmw tài sản rất là nhiều nhưng mà người ta lại không thích kho trương đấy người ta cứ thích đi camry thôi cho nên là có những người người ta bỏ ra mười mấy tỷ Người ta chỉ mua một chiếc Land Cruiser Bản đồ MBS Mà tại sao người ta lại không mua Lexus Lexus bảy mươi xe chính hãng còn rẻ hơn cả xe uh, Land Cruiser nhập Trung Đông à, Tại vì Người ta không muốn đi những cái logo Lexus Hay là mẹt hay là BM hay là Land Rover Tại vì uh, Người ta sợ rắc rối sợ bị để ý à, Có những người người ta giàu nhưng mà người ta lại không 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 thể khoa trương hôm trước mình có bán chiếc anh phát cho bà chị kia đó chị bảo là chiếc anh phát chị nói cái xe này là toyota đúng không em đó ừ, chị thích đi toyota đó cho đừng người ta khỏi để ý mà anh em biết một chiếc anh phát lăn bánh nhiều không năm sáu tỷ bạc đó mà vẫn thích <laughs> chứ còn đẳng cấp của người ta là đi tới cái gì nữa <laughs> nha rồi đăng kiếm đường bộ thì còn tới tháng 6 2024 nha anh em đó Camry 2.5Q à, Mẫu mới, máy mới, động cơ Dynamic Ford à, Hộp số tự động 8 cấp nha Xe này thì à, những anh em nào đã thử qua cái dòng Camry cũ mà dòng hộp số 6 cấp á thì có nhận xét cái dòng này nó hơi y hơn một tí xíu ở cái nước đề ba tại vì đó là cái tính đặc trưng của Toyota kể cả Lexus cũng vậy họ muốn tạo cái sự êm dịu mà mực mà à, và cái hộp số này đi thì cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu nha chạy sướng lắm phê lắm anh em tê lắm đó, bây giờ mình sẽ quay tiếp vào phần nội thất cho anh em xem nha. Rồi bạn quay phim lấy một cái tua vòng quanh xe cái con Camry 2.5Q mẫu mới này. Mẫu mới thì anh em sẽ thấy cái nó có cái phần màn hình nổi chính giữa nha. Đó, màn hình à, kết hợp với hệ thống âm thanh JBL. Đó, ghế da màu kem rất là đẹp. À đời này thì nó sẽ có hai tùy chọn cho anh em thì anh em có thể đặt được màu đen hoặc là màu kem khi mà anh em mua xe mới nha còn đối với xe cũ thì vậy thôi <laughs> đó đây xe thì mới có 8 ngàn cây mới tinh à, chìa khó còn trong bọc ni lông chưa tháo luôn này thấy không đó cửa sổ trời này mình sẽ chỉ, chỉ ra những cái gì mà đời này nó khác đời trước nha anh em thứ nhất đây đó, cái hệ thống Toyota Safety Sense TSS ha nó sẽ có hai cái nút vào đây lúc đây là nút uh, chật làn đường ha lúc đây là cảnh báo tiền va chạm thì trên màn hình anh em sẽ thấy này thấy chưa đây này cái đây này. đó cái này cái này này ha và cái này nha nó sẽ khác nhá rồi cái cụm phím này là khác này rồi nó sẽ có bản 2 5 quy thì sẽ có cam 360 đây anh em nhìn này. cam 360 riêng nguyên bản theo xe nha anh em đấy đó thấy chưa không cái màn hình nổi sẽ không dây QI ba chế độ lái Eco Normal Sport hộp số tự động 8 cấp ha Lấy chuyển số trên vô lăng đó, thì cái hệ thống radar thì uh, ngoài cái phần mà radar chỗ cái logo á thì nó sẽ có cái camera ngay đây. Ở cái này thì anh em tìm hiểu dòng này thì chắc biết rồi. Thì mình sẽ chỉ cho anh em thấy là tại sao nó khác, và tại sao nó đắt. Nha, <laughs> yeah. còn đi thì sướng lắm, đi nó nó vẫn chãi mà thích lắm anh em. Mình chả biết chuyện tệ sao tại vì cái dòng Camry này cứ đứng quay đi quay lại hoài. Chả biết nói gì, chả biết thuyết trình gì nữa ha. Thì nó là Camry thôi. <laughs> Vô lăng đồ mọi thứ là cầm nó rất giống Lexus cao cấp những cái chi tiết ở đây nhiều ở đây nói chung nó là đặc cấp xưa giờ ăn sâu vào tâm trí của người Việt Nam mình rồi mình cũng chả biết thiết trình gì nữa đó. cứ quay đi quay lại hoài mình cũng nhiều xe Camry lắm rồi ha đây cái dòng nè cái đây nè đây bề từ tay điều chỉnh ngã lưng ghế đó đời nào cũng có Camry Việt thì đời nào cũng có Camry Mỹ thì không có nha đó nội thất thì quá mới rồi xe 8.000 cây chả có gì để mà bàn nữa như xe mới thôi như xe mới thôi anh em đó anh em nào muốn tiết kiệm thì mua dòng này Đấy thôi đó bạn quay phim quay lại một xíu nữa về phần nội thất tắp bi tắp lô đây nó như mới chả biết nói gì nữa đâu anh em ha giá là 1 tỷ 260 nha 1 tỷ 260 nha anh em xe à, này là 2022 nha à, nhưng mà sản xuất tại Thái Lan là 2021 đăng ký lần đầu 2022 tại mẫu này mẫu mới này nó về cái lô đầu tiên á cho nên là nó, nó vướng cái năm sản xuất nha anh em cái còn toàn bộ Camry mà động cơ mới, hộp số mới là toàn bộ 2022 mới có hết nha. À, Camry 2.5Q nha anh em. 2.5Q. Đi, đi lại một vòng đi để ngắm về cái độ T của em nó. Chả biết diện tả sao nữa. <laughs> Camry thì nó vẫn vậy thôi. À, 2.5Q thì nó sau này thì nó có thêm cái bản 2.0Q giá hợp lý nữa. Thì à, nó sẽ có ha, 2 một ống xẻ còn đối với bạn hai q thì anh em sẽ thấy nó có hai ống xẻ kép nha hai ống xẻ rất hệ hao đó nhưng mà lái thì anh em biết rồi đẳng cấp hai q thì nó phải khác 2.0 rất là nhiều nha cơ cấu sản phẩm của Camry bây giờ là nó bốn dòng nha anh em 2.5 2.0 g là bạn thấp nhất 2.0 q rồi 2.5 q rồi tới 2.5 hybrid nha ngày xưa thì đối với cái phong mới thì nó chỉ hai bạn thôi bây giờ hiện tại là bốn bạn bốn phiên bản ha. Rồi, thông tin chi tiết thì anh em gọi vào số 0901 226669 nha. À, giá bán là 1 tỷ 260 triệu. Còn thương lượng mạnh cho anh em nào vui vẻ thiện chí ha. Cứ có tiền mua. <laughs> Nếu anh em quyết mua thì là bên mình sẽ bớt nhiều nha. Mục đích thì cũng mấy cái xe to tiền này cũng lấy về thôi hồi vốn trong cái thời điểm khó khăn bây giờ nha xe thì đang đậu 603 Lê Văn Lương phường Tân Phong quận 7 nha anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo nhé.